Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, phát triển hệ thống dịch vụ thương mại, hình thành đội ngũ thương nhân, các loại hình kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Những hoạt động này đã góp phần thay đổi diện mạo các địa phương, cũng như góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các địa phương tìm được chỗ đứng trên thị trường. Qua 5 năm triển khai chương trình phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 đã đem lại những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng trên các địa bàn còn nhiều khó khăn. Không chỉ kết nối và thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, mà thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, xúc tiến giao thương còn hình thành được những chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhiều đặc sản vùng miền như xoài Sơn La, sâm Ngọc Linh, bơ sáp Đắk Lắk, cá hồi Sapa, quế Yên Bái đã mở được đường vào hệ thống phân phối có uy tín trên cả nước và xuất khẩu. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, chương trình đã nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, cơ chế thương mại đặc thù biên mậu trên biển đối với một số huyện đảo, xã đảo, xây dựng mô hình phân phối đặc thù phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại một số huyện đảo như Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm, ngành hàng có lợi thế tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo và 35 bộ cẩm nang hồ sơ các mặt hàng có lợi thế cho 35 tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Suốt 5 năm qua thì chúng ta mới chỉ nhận được có 15% cái tổng kinh phí đã được phê duyệt. Thì đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà Bộ Công Thương cũng như là các bộ ngành có liên quan và các địa phương phải đối mặt. Và chính vì vậy thì chúng tôi chưa hết là cũng đã tận dụng các cái nguồn kinh phí ở các cái chương trình khác mà có thể tạo được nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đồng bào cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia vào cái chương trình ở tại các vùng này. Cái thứ hai là chúng ta cũng đã tổ chức cái việc liên kết vùng để cho các cái vùng mà có điều kiện tốt hơn, có điều kiện hơn thì có cái sự liên kết và qua đó thì lại hỗ trợ cho đồng bào cũng như là các doanh nghiệp ở các cái vùng sâu vùng xa. Và một cái việc nữa mà chúng ta có thể nói là cũng đã tận dụng được đó là cái công tác xã hội hóa để tiêu thụ được những sản phẩm của mình mà có thế mạnh nhưng mà thực tế nếu không có cái sự hỗ trợ thì rất khó tiêu thụ. Những kết quả trong phát triển hệ thống chính sách, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương, tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp ở địa phương về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong 5 năm qua có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, cũng như gắn kết và phát triển thương mại biên giới để nhân dân vùng biên giới ngày càng phát triển. Tỉnh Bắc Cạn là một tỉnh miền núi thì với cái chương trình này thì rất là tốt. Tốt cho đồng bào của chúng tôi là ở vùng sâu, vùng xa đã được hưởng lợi những cái chính sách nhất định của nhà nước. Trong 5 năm vừa qua thì đã về các cái vấn đề an sinh xã hội, điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư và đến bây giờ là phải nói là đi đến các thôn bản xã thì rất tốt. Cái thứ nữa là chúng tôi được hỗ trợ là về mặt kiến thức, hướng dẫn và cách canh tác để thực hiện những cái hàng hóa sản phẩm là có đạt được cái tiêu chuẩn rất là tốt. Với cái chương trình với giai đoạn 5 năm vừa rồi đã chúng ta bên cạnh những cái khó khăn đó thì nhìn xuyên suốt cả quãng thời gian 5 năm thì những cái thuận lợi, những cái thành tựu, kết quả đạt được là rất quan trọng. Vấn đề là chúng ta tiếp tục cái giai đoạn tiếp theo để thêm phần hiệu quả và tăng thêm cái chất lượng thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là trung ương, các bộ ngành cũng cần phải quan tâm xây dựng các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái tỉnh thành, các cái huyện mà miền núi vùng cao nói chung. Và cái thứ hai nữa là hỗ trợ trong cái vấn đề là tập huấn, tuyên truyền. Và cái thứ ba nữa là tổ chức các cái hoạt động hội chợ triển lãm, rồi hội nghị kết nối cung cầu ở các cái vùng biên và đặc biệt là phát triển cái thương mại biên giới ở cửa khẩu để lấy cái từ đó lấy cái điểm nhấn
và là cái nơi mà để hội tụ kéo các cái hoạt động của thương mại nói riêng cũng như là các sản xuất hàng hóa và các cái hoạt động kinh tế xã hội cũng như là xây dựng các cái kết cấu hạ tầng để mà phát triển. Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 cho thấy khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cũng đã từng bước thay đổi, nhất là hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đáng kể, sản xuất một số vùng đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước, tỷ lệ hộ nghèo các vùng khó khăn này cũng đã giảm, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đều có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Mới đây tại hội nghị tổng kết chương trình phát triển thương mại miền núi, biên giới vùng sâu, vùng xa và hải đảo do Bộ Công Thương tổ chức, các ý kiến đều nhấn mạnh rằng đây là một chương trình riêng, hết sức cần thiết cho việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm rút ngắn khoảng cách về phát triển thương mại của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với các vùng miền khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Công Thương cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và các địa phương khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể gồm: kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt thực hiện chương trình 5 năm giai đoạn 2021-2025, bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương hàng năm để thực hiện chương trình theo kế hoạch thực hiện hàng năm được Bộ Công Thương xây dựng, đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các chợ truyền thống ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, đặc biệt ở những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, tăng cường đẩy mạnh liên kết vùng miền nhằm tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, có chính sách khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại tại khu vực này. Và cuối cùng, đề nghị các địa phương hàng năm cần bố trí một phần kinh phí nhất định từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình.